Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Cũng như những video trước, Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Thế Sơn Toyota. Như chúng ta cũng biết thì xe ô tô là một tài sản lớn, cũng giống như nhà cửa, vì nên mọi người thường quan tâm đến màu xe và độ tuổi của xe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo chi tiết về vấn đề này nhé. Nhiều người Việt Nam quan niệm rằng việc chọn màu xe hợp tuổi theo quy luật ngũ hành trong phong thủy sẽ giúp chủ nhân tạo được chiếc xe như ý, rước cả tài lộc và sự may mắn cùng đến khi chủ xe đưa xế yêu về nhà. Dù hiện nay việc mua xe và di chuyển bằng xe ô tô ở nước ta trở nên rất phổ biến, nhưng đa số mọi người trước khi quyết định mua xe cũng có nhiều cân nhắc. Bên cạnh chọn loại xe nào, giá bao nhiêu, biển số gì thì việc chọn màu xe theo tuổi cũng rất được quan tâm. Chọn màu xe theo tuổi không phải là mê tín, mà từ xa xưa người Việt Nam chúng ta đã rất coi trọng phong thủy. Ông bà ta cho rằng dù là gì đi nữa, nếu hợp tuổi hợp mệnh thì mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Xe là phương tiện đi trên đường, nên khi chọn xe hợp tuổi khiến người ta tin rằng sẽ giúp cho việc di chuyển an toàn hơn, đi đến nơi về đến chốn. Video này sẽ hướng dẫn cho các bạn từ A đến Z chọn màu xe theo phong thủy như thế nào thì hợp lý. Trong phong thủy, mỗi người sinh ra đều gắn liền với một mệnh trong ngũ hành, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương ứng với kim loại, cây cối, nước, lửa, đất. Trong đó, các mệnh này khi kết hợp sẽ có tương sinh hoặc tương khắc với nhau. Vậy, tương sinh là gì? Tương khắc là gì? Tương sinh là sự kết hợp mang lại tài lộc, may mắn cho chủ nhân. Còn tương khắc là đem lại sự xui xẻo, bất bình an cho chủ nhân. Đối với mệnh mộc, nên chọn xe màu xanh nước biển, màu đen hoặc màu tím. Và các bạn trong độ tuổi này không nên chọn những màu xe bạc, trắng, vàng, kim. Những người sinh năm 1950, 1951, 1958, 1959, 1972, 1973, 1980, 1981, 1988, 1989, 2002, 2003. Mệnh hỏa nên chọn xe màu xanh lá cây, màu cam, màu đỏ hoặc màu hồng. Các bạn trong độ tuổi này không nên chọn xe màu xanh nước biển hoặc màu đen. Mệnh hỏa của những người sinh năm 1956, 1957, 1964, 1965, 1978, 1979, 1986, 1987, 1994, 1995. Đối với các bạn mệnh thổ, các bạn nên sử dụng màu đỏ, màu cam, màu tím, vàng đồng, màu vàng hoặc màu trắng. Nên tránh sử dụng các màu xanh lá cây, xanh nước biển và màu đen. Đối với những người mệnh thổ, những người sinh năm 1960, 1961, 1968, 1969, 1976, 1977, 1990, 1991. Với những người mệnh kim, các bạn nên chọn xe màu nâu, vàng đậm, trắng hoặc vàng nhạt. Không nên chọn xe màu đỏ, màu da cam. Với những người mệnh kim sinh năm 1954, 1955, 1962, 1963, 1970, 1971, 1984, 1985, 1992, 1993 và 2000-2001. Còn đối với những người mệnh thủy, các bạn nên chọn xe màu trắng, vàng nhạt. Các bạn không nên chọn xe màu nâu hoặc vàng sẫm. Đối với những người mệnh thủy, những người sinh năm 1952, 1953, 1966, 1967, 1975, 1982, 1983, 1996, 1997. Nhìn chung, việc chọn màu xe vào cuối tuổi là một trong những cách góp phần mang lại sự an tâm cho người mua. Trước khi quyết định đưa một tài sản có giá trị về nhà, họ cầu mong nhận lại sự bình an khi di chuyển trên đường, sự nghiệp phát triển, thành công hơn, rước tài lộc và vận may nhiều hơn. Tuy nhiên, việc xem phong thủy cũng chỉ nên dừng lại với tham khảo, không nên lấy đó làm tiên quyết trong việc mua xe ô tô mới. Bởi bên cạnh yếu tố này, một chiếc xe hữu dụng vẫn cần đáp ứng các nhu cầu thiết thực như khả năng vận hành trơn tru, có thể tiết kiệm chi phí sử dụng và bảo dưỡng trong suốt một thời gian dài, và các trang bị cùng tiện ích của xe phải bền bỉ với thời gian.
và Thế Sơn Toyota luôn nắm bắt được tâm lý đó của khách hàng. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng xe mới, cũ, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn cho việc lựa chọn màu xe, đưa ra những gợi ý phong thủy mang tính chất tham khảo cho khách hàng an tâm lựa chọn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm, quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai, hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.